Xin chào tất cả mọi người. Khu dân cư Phú Mỹ Hưng là một khu đô thị gọi là đáng sống bậc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và toàn quốc nói chung. Thì tại đây thì tổng quy mô của khu dân cư này lên đến 400 hectare. Và tại nơi đây thì có rất là nhiều người trên quốc gia khác nhau gọi là sinh sống. Ở đây là kinh doanh mua bán làm văn phòng. Cụ thể đó là có Hàn Quốc nè, Đài Loan, Singapore, rồi rất là nhiều quốc gia khác có mặt tại khu dân cư Phú Mỹ Hưng. Một điều đặc biệt là tại đây thì những căn hộ nè, shop house nè, nhà phố gọi là cho thuê mua bán rất là sầm uất luôn. Thì hôm nay Phước Sửu sẽ cùng với quý anh chị review đánh giá lại những cái căn shop house mặt tiền của những cung đường rất là đẹp tại Phú Mỹ Hưng có những cái ưu điểm nào và cho thuê với mức giá phù hợp như thế nào nhé. Rồi theo chân Phước Sửu mình review đầy đủ và bay live cam để xem khu dân cư này. Sau khi đi một vòng Phú Mỹ Hưng thì Phước Sửu thấy quá nhiều cửa hàng ăn uống, nào là những cái trung tâm chăm sóc sức khỏe, bệnh viện, trường học. Và ở đây thì khu dân cư khá thoáng mát quý anh chị ạ. Đường xá xe hơi và rất là tiện về vấn đề gọi là đổ bến bãi của những xe hơi. Nên nó là Phú Mỹ Hưng được chọn là một nơi gọi là an cư lý tưởng và đầu tư sinh lợi cho những quý anh chị đầu tư vào khu Nam trong thời gian này. Thì hôm nay Phước Sửu cùng với mọi người đi tới đường Phan Kim Ích để mình khám phá một căn nhà tại khu Hưng Gia 4. Khu Hưng Gia 4 thì nó nằm sát với đường Nguyễn Văn Linh, nằm trong khu Phú Mỹ Hưng. Thì khu này là được biết là một trong những khu dân cư là mua bán khá sầm uất luôn quý anh chị. Ở đây như quý anh chị nhìn thấy nè, rất là nhiều nhà luôn, đều là mặt tiền đều là shop house này, kinh doanh buôn bán. Và ở đây thì đa số là người Hàn Quốc và một số nước khác nữa sinh sống, có khoảng chiếm đến 70-80% là người nước ngoài và một số còn lại là người Việt Nam. Và đa số những cái cửa hàng, chủ tiệm mà những cái shop house ở đây là người nước ngoài hết luôn, bởi vì họ mua bán những cái mặt hàng khá sang trọng và ở đây là bày bán những cái cửa hàng cửa tiệm và những cái dịch vụ khá là bắt mắt và sang trọng ha. Thì cái căn mà Phước Sửu giới thiệu cho mọi người đó là một cái căn Hưng Gia 4. Ở đây thì đang cho thuê luôn với một cái mức giá khá hợp lý luôn. Mức giá là khoảng 6.000 đô luôn cả nhà. Gồm nhà gồm một trệt, hai lầu và sân thượng áp mái ha. Đây, quý anh chị có thể nhìn thấy cái căn nhà này. Đường trước nhà là đường 18 mét luôn nha quý anh chị. Cây cối rất là nhiều luôn. Và ở đây thì quý anh chị có thể là đổ xe ngoài đường nè, mua sắm nè, ăn uống hay là mình kinh doanh đầy đủ tất cả các mặt hàng. Với một cái vị trí rất là đẹp tại khu dân cư Hưng Gia 4. Thuê ở đây để bày bán những sản phẩm có giá trị, làm tòa nhà văn phòng công ty hoặc là làm văn phòng đại diện. Nói về khu dân cư Phú Mỹ Hưng là một khu dân cư khá sang trọng, là một cái khu dân cư đẳng cấp tại khu Nam, có khoảng hơn 400 hectare. Và ở đây là có nhiều gọi là khu đô thị kiểu mẫu, có nhiều cái trung tâm tài chính, dịch vụ, khu công nghiệp, khoa học, văn hóa, giáo dục và giải trí ở đây. Ở đây thì quý anh chị chỉ cần khoảng 4-5 phút thì quý anh chị có thể đi đến những cái trung tâm thương mại lớn như Vivo City, Co-op Max nè, Reason Mall nè. Rồi quý anh chị có thể lên đến khoảng 5 phút, quý anh chị có thể tiếp cận những cái bệnh viện như là bệnh viện Tim Tâm Đức, bệnh viện Pháp Việt, rồi nhiều trường đại học lớn như Đại học Quốc tế Remit, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Tài chính Marketing. Quý anh chị di chuyển về quận 1 tầm khoảng hơn 10 phút thôi. Và ở đây thì về cái vấn đề bảo vệ thì quá tốt quý vị, an ninh 24 siết chặt 24/7 luôn. Quý anh chị ở đây thì mình có thể là để xe ngoài đường luôn, và những cái trang thiết bị và những cái cây cảnh ở phía bên ngoài thì được bảo vệ, chăm sóc và bảo vệ luôn, nên nó là tình trạng hạn chế tình trạng mất cắp nè, rồi mất xe hay là bị bẻ kiến chẳng hạn. Nên chọn Hưng Gia 4 là một cái khu dân cư để thuê đầu tư sinh lời là rất là tuyệt vời. Quý anh chị cần thuê mướn hay là tìm những sản phẩm tại
Phú Mỹ Hưng thì inbox theo số hotline của Phước Sửu bên dưới, Phước Sửu sẽ chi tiết đầy đủ thông tin hơn cho quý anh chị để quý anh chị nắm rõ đây là một cái cơ hội đầu tư an cư và lâu dài tại Phú Mỹ Hưng này nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau. Đừng quên đăng ký kênh nè, comment, like video và để cập nhật những video mới nhất của Phước Sửu trong thời gian tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.